Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em build nhân vật EE, một nhân vật e-book. Thì từ trước đến nay, anh em chỉ biết là nhân vật EE chỉ có thể đi book đam, đẹp, cũng như là hồi máu do team. Và book thêm một chút điểm pawn để cho nhân vật của các nhân vật khác trong team được farm khỏe hơn, kêu quả nhanh hơn. Nhưng mà hôm nay, mình sẽ cùng với anh em làm một điều khác biệt. Đó là chỉ nhân vật EE của mình sẽ gây được đam cho quái mà vật có thể búp cực kỳ tốt cho team. Thì để làm sao mà build được như vậy thì chúng ta hãy cùng đưa em nó đến với bãi trên và để test em nó. Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến với một bãi trên với nhân vật sung của mình. Và hiện tại mình đang búp cho nhân vật sung của mình là gì? Đó là chính là đam, đẹp và star. Lên đến 20 star, 20 điểm để anh em có thể tăng vào tất cả các ô này cho nhân vật được búp. Và đây là cách mình tăng bộ đe của mình. Strain và Ari mặc đủ đồ, NE dồn thì tất cả mọi điểm về cho NE để tăng được hiệu quả búp tối đa. Và bảng Master thì sao? Đối với bảng Master 1 thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc tăng như thế nào để tất cả các hiệu quả búp được tối đa điểm. Ở bên bảng đầu tiên thì bảng thủ thì tăng gần như là mắc thủ và phải là hồi 20 về điểm Agi. Tại sao phải cần nhiều Agi như vậy? Vì sau này chúng ta phải sử dụng skill nổ đam để có thể gây đam cho quái. Và việc này sẽ rất là tốn Agi. Nếu như mà anh em không tăng vào cột tím á, thì cột tím sẽ là bị thiếu. Và tăng 10 điểm ở bên giảm khả năng sửa đồ cũng như là khả năng hư hỏng của các nhân vật phụ trợ giống như là giới hoặc là đá quỷ. Thì chúng ta hãy bắt đầu tăng điểm của em đó. Để có thể được gây đam, chúng ta phải tăng được khi mà level lên đến 800, sử dụng skill Master 4 và vào mục debug. Và chúng ta phải chọn đúng cái hệ mà quái đang bị ảnh hưởng. Ví dụ con sung của mình là đang là hệ độc thì mình sẽ tăng 10 điểm vào hệ độc. Đây, hệ độc sẽ là màu xanh. Và làm sao để gây đam? Anh em có thể thấy hiện tại của mình đã person trên dây chỉ một đam, nghĩa là không hề gây đam được quái. Thì làm sao để gây được đam? Hồi nãy mình đã tăng vào ô skill debug thì mình sẽ phải lừa qua skill debug. Đây, và mình đưa em nó vào xuống ô số 4, xếp nó lại. Chúng ta bật auto em nó lên, cài đặt auto, chọn vào mục activation, kích vào skill nổ đam là debug. Đây, còn condition, kích vào debug, kích vào graph và xếp em nó lại và xếp. Và chúng ta sẽ nhấn auto để tận hưởng thành quả. Nổ 25k đam, anh em có thấy không? Nổ và nó sẽ tổn Agi. Anh em có thấy điều này không? Và hiện tại đam percentage của mình là gì? 12. Cực kỳ là hiệu quả khi mà đi team về tên. Nổ cực kỳ nhiều. Vậy làm sao chúng ta có thể tăng được cái lượng đam nổ này hay không? Thì câu trả lời là có. Cách tăng như nào? Chúng ta tiếp tục vào bảng Master 4, chọn vào mục debug và tăng mắc điểm của ô này lên thì chắc chắn là đam của em nó sẽ lên thôi. 10 điểm, 20 điểm. Tiếp, tăng vào hiệu quả gây đam, chúng ta sẽ tăng mắc luôn. Và chúng ta phải chọn tăng cái hệ mà quái đang bị ảnh hưởng. Và anh em phải lưu ý khi mà tên trong team thì team đang tên hệ nào thì anh em phải tăng hệ đó, chứ không được tăng bậy. Tiếp tục tăng lên đến 20 điểm. 6, 7, 8. Đây, 9, 20. Đây, 44k đam. Cực kỳ ngon. Anh em có thấy không? Bây giờ mình sẽ bật auto lại. Hồi này là 12 phải không? Giờ để xem nó lên được bao nhiêu. 44. Úi trời ơi, 33. 35. 44. Cực kỳ ngon. Úi trời ơi, nhìn em nó nổ kìa. Và một điều lưu ý nữa rằng là cái lượng nổ đam này nó sẽ không bị ảnh hưởng với đẹp quái. Nghĩa là sao? Nghĩa là anh em khi lên level cao hơn, đi đến map cao hơn thì cái lượng đam nổ này sẽ cũng không bị giảm đi. Thì để chứng minh điều này, mình sẽ đưa nhân vật sung và PT của mình lên một cái map cao hơn để anh em có thể thấy được điều này.
Ok, như vậy là mình vừa đưa nhân vật E của mình lên một map cao hơn, là map cao dòng. Thì bây giờ anh em có thể thấy lượng đam vẫn không hề bị giảm đi, vẫn là sẽ là 44k đam nổ ra, 44 nổ liên tục, nổ cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nếu như một nhân vật, câu hỏi đặt ra là nếu như trong PT của anh em có thêm một nhân vật khác mà không sử dụng đi bút độc, ví dụ đi bút băng thì sao? Thì không phải là thuần mỗi đi bút độc cho cả năm team được, cả năm con trong một nhân vật được. Thì bây giờ mình sẽ đưa thêm một nhân vật khác nữa và mình sẽ chỉ cho anh em cách để cho nhân vật E bút liên tục, nổ đam liên tục. Ok, như vậy là mình vừa đưa thêm một nhân vật đắc lọc lên. Và hiện tại đắc lọc đang sử dụng skill debuff là băng, là màu trắng, như anh em có thể thấy. Thì làm sao mình có thể tận dụng được debuff băng của em nó? Thì chúng ta tiếp tục qua bảng Master 4. Và debuff chúng ta sẽ tăng tiếp 10 điểm vào băng, 10 điểm vào băng, 10 điểm vào tiếp 20 điểm cuối cùng trong mắt của cho debuff băng. Và sau đó chúng ta vẫn tiếp vào auto chọn đi bút băng và một cái là đi bút độc. Như anh em có thể thấy skill đi bút nó nhảy liên tục luôn. Và bây giờ lượng đam của em nó đạt đến 42, 43 đam trên dây, cực kỳ ngon, không hề thua kém một trà killer của team nào hết. Skill nhảy liên tục, anh em có thể nhảy điều đó không? Vậy sau khi tăng được điểm đi bút để có thể hiện tượng nổ đam mà em nó vẫn còn dư điểm như vậy thì chúng ta làm gì? Anh em có thể thấy hiện tại đang còn dư đến 340 điểm. Thì chúng ta làm gì với 340 điểm này? Chúng ta chuyển qua bảng skill. Anh em có nhận ra một điều là chúng ta không thể tăng skill nó hết đúng không? Đây, đây là lý do tại sao hôm nay mình sẽ tăng vào Master 3 này. Ở bảng và tôi bình thường đây mình lại tăng vào đến 10 điểm này, sau khi mình không sử dụng, mình không hề sử dụng skill này nhưng mà mình cần phải tăng với mục đích là để mình tăng điểm vào ô mặt tập 4 và để mình dồn điểm mình tăng cho các cái skill debuff ở sau này. Tiếp tục mình chỉ lấy 10 điểm, tiếp tục lấy 15 điểm. Bây giờ chúng ta có thể điểm để tăng vào máu cho E. Bảy, tám, chín, mười. Như vậy là chúng ta vừa tăng thêm được 960 máu, cực kỳ ngon. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm vào này dù đang không hề sử dụng skill. Tiếp tục 10 điểm, mình tăng hẳn cho toàn 10 điểm luôn. Bây giờ chúng ta có thể tăng được ô này thêm 10 điểm nữa. Ta tiếp tục tăng mắc máu để tăng khả năng tù của em nó lên. Để 9, 20. Vậy ô star này thì chúng ta sẽ tăng vào đâu? Đối với một nhân vật E càng nhiều năng lượng thì cái lượng bút, hiệu quả bút của em nó sẽ càng cao. Thì do vậy chúng ta sẽ tăng vào mắc mana. Tiếp tục tăng mắc mana, lượng mana của em nó sẽ từ 7121, em có thể thấy lên 7133. Đây anh em có thể thấy được 7133. Tương tự anh em sẽ tăng dồn điểm kiểu như vậy cho đến khi mà em max level và skill debuff sẽ vẫn là nhảy cực kỳ ngon. Đấy, nhảy liên tục, nhảy lúc hai cái luôn, nhảy lượng đam luôn luôn là trên 43k đam trên 1 giây. Thì trên đây là những điều chia sẻ của mình khi mà build một nhân vật AE có đam, thì hy vọng sẽ giúp ít được ít nhiều cho anh em trong việc build một nhân vật AE không còn phệ như hồi xưa nữa, chỉ có việc đi book cho team mình trả làm mình cái thứ gì hết. Thì đây có thể là một cách làm build mới, hy vọng là anh em có thể tham khảo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh và để lại những comment để xem anh em muốn mình test build một nhân vật nào mới khác biệt. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.